Hôm nay hôm nay mọi người nhá. Nay mình uh, quay cái cục này cho anh chị em uh, xem chơi ha. Uh, đây là cái cục mà để nó uh, vừa thứ nhất là nó vừa uh, chống sấm uh, sét ha. Vừa chống sấm sét, thứ hai là vừa chống giật. Uh, thứ ba đó là nó vừa lọc nguồn ha, vừa lọc nguồn và thứ tư là nó làm ổn định điện. Ví dụ mà điện nó uh, nó thấp ở phía dưới cái ngưỡng 120 V đó, dưới thấp thì nó nâng lên hoặc là à, cao hơn, ví dụ à, 150 V đi. Ví dụ ở Mỹ nếu mà có điện nó có lên như vậy thì cái này nó ngắt xuống ha để cho nó bảo vệ nó làm cho khỏi cháy cái những cái thiết bị âm thanh của mình. À, mặc dù là ở nhà ở Mỹ ấy, thì thường thường hầu như là cái nhà nào cũng đều có một cái tủ tủ điện ha, tủ điện ở bên ngoài sau hoặc là bên hông cái vách nhà đó nó có cái tủ điện thì thường thường mấy cái điện ở mỹ đây mấy đứa nhỏ nó hay trọt cái cây tu vít vô trong cái lỗ ổ điện á nhiều khi nó giật một cái là nó tự ngắt luôn ha điện nó ngắt luôn cho nên là những cái cục như gì là đều nó đều có làm hai cái hai cái mục đích chính đó là sắm xét với lại giật ha chống giật hoặc là những cái lỗ cắm điện giống như vậy ha nhiều lỗ cắm điện nó đều có mấy cái À, cái ấy hết nó đều có cái uh, cái hệ thống nó tự động uh, bật tắt á, ngắt điện á. Uh, thường thì uh, mình nghe mấy cái bạn bên Việt Nam thì uh, hay hay gọi cái từ là CB nữa ha. C uh, CB viết tắt của chữ circuit ha, circuit breaker. Đó là cái này ha. Uh, này nó giống như cái cầu dao đó, tự tự ngắt ha. Ok thì uh, ở đây capacity 1800W tức là nó chứa được cái uh, điện lên tới 1800W ha. OK, nó có bốn tám lô cắm ha, tám lô cắm này uh, Power Distribution System. Ngày xưa thì uh, mình có xài cái cục uh, gọi là cục phu mình, cái hiệu phu mình. Thì ở đây nó có hai cái bóng đèn ha, nó có cái bóng đèn cái hai cái cục á, mình đẩy vô, à, mình không không có cần uh, coi ở phía dưới này để mà mình điều chỉnh mấy cái này nè. Thì mình đẩy vô, tắt ha, rồi còn mình kéo ra thì từ nó sáng kéo ra và mình xoay tới xoay lui ha, để mình chỉnh đó để mình chỉnh mấy cái cục ở phía dưới này đó, nó có hai cái đèn sáng trên hai cái cục này nè hai bên ngày xưa mình xài cái cục đó với lại cái này thôi tính ra cái này mình mua cái dàn này cũng 10, 15, 16 năm gì rồi thì mấy cái dàn lớn thì mình bán hết mình bán rất là nhiều mua về chơi xong rồi bán ở lớp thì cho nhà thờ tặng nhà thờ cũng cũng nhiều loa đồ này kia cũng loa lớn đó nhà từ từ không có xài nữa không có cho đi bướng với âm thanh nữa cho hết cho từ từ cho hết à, mình còn để một cái dàn nhỏ gọn thì thầy đó. để đây mình chơi thôi nhiều khi mình à, tới nhà bạn bè đồ này kia đó sách đi nó gọn ha à, gắn cái đàn keyboard vô chơi à, gắn microphone vô hát đó người hát người đàn chơi gì thôi ok cho nên là cái dàn nhỏ nhỏ như vậy mấy thằng mỹ nó qua bên uh, thái lan nó đặt cái công ty ở bên đó nó chế mấy cái thùng gì mà nó bán tới 300 đô một thùng anh chị em đó thùng vô đây đựng có vô đây thôi à, tính ra một gan rưỡi tay mình à, ha đó một gan rưỡi tay thôi thì chứa được một cục hai cục ba cục bốn cục năm cục hết mà cái thùng này nó bán tới 300 đô ha đó, ngày xưa mình uh, sắm để uh, khiên đi chơi cho nó cho nó tiện á thì nó gọn lắm bỏ vô nó gọn lắm đậy nắp đồ lại đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo cái cục này ra, à, coi thử coi nó như thế nào ha. Mình mua về hồi đó mình mua về xài thì nhà sản xuất họ giới thiệu như gì thôi thì mình mua về mình xài thôi chứ mình cũng uh, chưa bao giờ tháo ra coi thử bên trong nó có cái gì và cũng uh, cắm vô mình xài bình thường thôi. Điện ở Mỹ thì đa phần là nó rất là ổn định ha, nó không có lên xuống bất thường giống như ở Việt Nam đâu. Đó, ổn định tuy nhiên thì nhà sản xuất người ta làm là không phải là để cho người Mỹ xài mà để cho cả thế giới xài. Cho nên là người ta mới làm ra mấy cái cục như vậy ha Rồi để mình cắm điện mình thử thử coi Mình sẽ cắm cái đầu dây điện vô trong cái lỗ cắm điện đó ha Vô trong đó và ở ngoài sau này thì 8 cái lỗ để mà cắm điện đó, 8 cái lỗ thì Mình sẽ thử coi nó như thế nào ha thường thì ở trong dàn âm thanh khi mà mình uh, có những cái cục uh, phao em đó, ha, mấy cục âm ly bự đó thì để mà mình đánh mấy cái uh, mấy cái thùng sấp đồ này kia đó thì khi mở nhạc lớn lên thì đánh đàn người ta gắn cái bát rồi đánh kinh 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 là mấy cái điện yếu yếu là nó sập liền ha tắt cầu chì liền đó, thì uh, đây mình thử coi nó như thế nào mình dùng cái đồng hồ để mình đo điện ha, mình đo coi cái volt nó có tự động nâng lên hoặc là nó bị ngắt xuống hay không. Theo giống như là nhà sản xuất hồi ngày xưa họ quảng cáo gì ha, mình để 200V AC ac. Bây giờ mình sẽ thử cái cắm vô mình à, chị em nhìn cái đồng hồ ha. Ở đây là cái bình nấu nước tốc độ nhanh ha. Tốc độ nhanh ở đây nó để lên tới 1.500W ha. Bình nấu nấu nước nóng đó. Này nó rất là hút điện rất là nhiều ha. Đó, cắm vô một thằng bỏ nước rồi rồi giờ cắm thêm một cái thằng này nữa Thằng này là cái uh, cái máy khò ha, máy khò nhiệt. Uh, cái máy khò nhiệt thì thằng này cũng dữ dằn lắm, thằng này lên cũng tới 1350W ha. 1350W. Khò mấy cái uh, mấy cái uh, đồ ấy rồi đó. Mấy cái gì mà cần uh, nóng để cho nó nhả ra đó thì uh, xài nó. Ok. Rồi giờ trước tiên là mình mở cho cái ấm nước này nó lên ha. Đó, chị em coi tổng thể nè. tổng thể ha. Rồi, mở cái điện lên thôi. Coi đồng hồ nha. Cái này mình bây giờ mình mới có cơ hội để mình vọt chứ mua mười mấy năm rồi về xài thôi chứ cũng không... Uh, chưa bao giờ vọt, chưa bao giờ tháo ra coi nó trong nó có cái gì. Ha, bữa nay sẵn tháo luôn. Rồi mở lên On lên ha Giờ mình mở cho cái bình nước nó lên Hiện tại thì anh chị em thấy trên cái đồng hồ đo điện nó là 123V ha Còn ở ngoài sau mấy cái chấm chấm nhỏ nhỏ rồi đó Thì đó, mấy cái chấm mấy cái số nhỏ đó thì không tính ha Chừng nào nó lên tới số 8 số 9 thì bắt đầu mình mới tính đó, Thường tới 10 thì nó đã thành 24V 124V ha Những số sao nhỏ thì 23 23 rồi thôi Rồi 123V hiện tại ha Bây giờ mình mở cái bình nước nóng lên nè. À anh chị em sẽ thấy điện nó sập xuống còn 116V 116 V ha. 116.7. 7.8 là gần 110 17 V ha. 117 thì trên trên dưới cũng khoảng 6 V ha. Đó nước bắt đầu sôi, trên dưới cũng khoảng 6 V. Rồi bây giờ mình mở thêm thằng này lên ha ném thằng này lên hồi nãy 123V nó sập xuống ha sập xuống còn 116V à, nghĩa là ở đây nó cũng uh, mất uh, 6V thì uh, trên lệch khoảng chừng uh, 6-7V là ok ha trên uh, trên hơn 6V, 7V hoặc là dưới 6V, 7V cỡ đã đổ lại thì ok, nhưng mà nếu nhiều quá từ 10V trở lên đó, hoặc là 10V trở xuống thì bắt đầu là có vấn đề ha rồi bây giờ mình mở thêm cái này lên nữa nè hiện tại đây là 1.150 w ha đang còn ở mức 1.150 w thì anh chị em thấy điện nó sụp xuống tiếp à, đồng hồ nó sụp xuống còn 114 cho 115 v ha coi như là móc xuống một v nữa móc xuống một v nữa ha bây giờ mình tăng hết cỡ nè nó tăng hết cỡ thì cũng vậy ha anh chị em thấy nó ở cái ngưỡng nó là 114 À, 114V rử ha .5 tức là 114V rử Đó cả hai thiết bị này là rất là nhiều điện Nó ngốn lên là... Để coi giờ Mình tắt nè Đó mình tắt thì chị em thấy nó lên lại ha 117 Đó à, 117V Tắt này luôn Trở lại 123V ha Thì hiện tại mình xài tính ra là ở Đây 1350W 1350W với lại 1500W Cái ấm này là tổng cộng đó là 2850 W. Ghê không? 2850 W. Thấy ghê gớm không? Ở đây thì nó cho cái sức chứa của nó là tới 1800 W ha. À, Ở 1800 W thì cái hạn chế của nó đó thì nếu mà có bị chập cháy gì đó hoặc là quá tải thì nó tự động nó ngắt để nó bảo vệ những cái thiết bị âm thanh khác ha. Thì uh, nếu mà mình gắn vô chơi trong uh, mấy cái âm ly thì uh, mấy cái cục uh, Effect processor, ha mấy cục làm tiếng rồi lọc EQ rồi nè đó, Compressor rồi mấy cục đó thì uh, không bao nhiêu điện hết Âm ly này cũng không bao nhiêu điện, âm ly này cũng uh, khoảng 1800W uh, w ha đó, Thì lòng vòng cỡ đó Thì cũng ok uh, Nhiều khi thì uh, mình gắn có thể là ba cục này cũng được ba cục ly này hoặc là 5 cục ly vô trong cái một cái đầu này cũng nó cũng handle được ha. Cũng thành vấn đề gì. Tuy nhiên khi mà cũng có một lần mình chơi sân khấu ở nhà mình đó, chơi âm thanh lớn đó thì có nguyên full band luôn. Có đờn bass nè, có đờn guitar điện nè, rồi có trống. Trống không là cũng bảy cái microphone rồi cho cái trống rồi, rồi thêm một người hát nữa. Rồi hai cái loa sân khấu, hai cái loa monitor quay vô ha. À, sân khấu rồi à, mỗi người à, đều có một cái loa trống cũng có một cái monitor rồi à, keyboard cũng có rồi à, bên bass cũng có thêm cái thùng loa nữa Nói nó chung là đợt đó mình chơi cũng nhiều lắm à, chơi cái đêm đó thì à, tính ra cũng 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 nặng đó thì à, đánh hồi sướng quá cái là đánh bùm 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 bass nó vún khanh là bắt đầu là cúp cầu dao luôn à, thì ở đây thì à, ở dưới hầm này thì mình xài điện à, Đi coi hình như uh, 2, 15 25 ampe gì đó Điện 120V đó, Thì nó có sụp đó một lần Thì mình phải đi ra cái cầu dao ở sau nhà mình mở lên Đó là lúc đó là chơi full band mà chơi dữ dằn lắm đó, Chơi nhà Thì uh, lúc đó nó bị như vậy Rồi cái cục này á, thì nó không mình không có thấy nó uh, hồi đó là nó tắt là tắt ngoài kia luôn tắt nguồn chính ngoài điện kia luôn chứ mình không có không có thấy nó tắt cục này Tuy nhiên ở đây thì nó để là 1.000 nó handle được 1.800w thì mình không biết nó như thế nào ngày xưa mình mua cái cục này thì giá nó là 175 đô ha 175 đô bây giờ mình tháo ra anh chị em coi bên trong nó có gì ha Anh chị em nào mà có xài cái cục này á thì cho mình biết là cái kết quả nó tốt hay là nó xấu như thế nào ha thì ở Mỹ thì thường thường sấm xét cũng ít lắm cũng hiếm lắm mà thường thường xét nó đánh xuống là mình không có nghe như kiểu Việt Nam rầm 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 vậy đâu nó nó chỉ có xuống cái là nó 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 diệt hết liền nó có những cái hệ thống để mà mà chống cái mấy cái tiếng xét đó. đó. cho nên là sấm xét là nó đánh xuống cái là nó mất luôn cái tiếng đó liền nó có những cái hệ thống để mà nó nó truyền nó truyền cái điện sấm xét xuống dưới lòng đất á nguyên cả thành phố luôn ha nguyên cả thành phố là nó đều đi vô cái hệ thống điện đó hết điện kêu crowd rồi để mình tháo đi ra coi ha rồi tháo ra Ê, chà, chà, chà. ở trong thấy đơn giản dữ vậy ta Ồ, ừ, cái mạch nó làm quá đơn giản luôn ha trời trời nhìn thấy không có gì hết đi <laughs> coi điện uh, nguồn cấp qua đây đi qua cái uh, cầu dao ha Đó, đi qua cái uh, cb current breaker qua công tắc mở lên nạp điện vô trong uh, mấy cái ổ này thì ở trong mấy cái uh, lại quên nói mấy cái ổ nữa mấy cái lỗ ha mấy cái lỗ cắm điện À, thì mình thấy lỗ cắm điện nó đơn giản quá ha nó chỉ có cái uh, gắn mấy con tụ này thôi ha huh. nhưng mà nó quảng cáo trở gớm vô ha Mấy tụ vô tụ lọc nguồn thì uh, cho là cũng uh, được đi mình không biết là nó lọc tới cỡ nào ha nhưng mà như gì thì nó quá đơn giản không có gì hết ha mình uh, thấy có một số video của anh chị em uh, chơi âm thanh thì tháo ra thấy ở trong thì nó cũng có thêm một cái cái mạch nữa ha. Đó một cái cái bo mạch nhỏ 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 gì nè. Rồi trước khi nó ra mấy cái này, còn cái này thì mình tháo ra mình thấy nó quá đơn giản luôn, mình cũng ngạc nhiên thiệt. Đó, nếu mà đơn giản như vậy thì ai làm cũng được ha. Ừ. Chỉ có lọc mấy cái này thôi, còn uh, vấn đề giống như cái uh, cầu dao nè, cầu dao tự động nó quá tải thì nó tắt thì cái đó giống như uh, những cái lỗ cắm như vậy thường thường gì là đã có rồi ha, đã có rồi. À, cái cục này thôi. Ngoài ra thì mấy cái con tụ này để lọc coi như cũng có một tí xíu lọc về cái nguồn điện đi ha. Điện bình thường mà mình xài từ ở cái vách nhà đồ thì người ta hay gọi nó là điện dơ ha, điện dơ cần phải lọc cho nó sạch. Thì nó cho ra âm thanh nó mới hay. Thì thường thường nó có những cái bộ đó, những cái bộ lọc nguồn đồ Đắt tiền đó thì tháo ra thấy ở bên trong cái dàn điện nó cũng ghê gớm lắm à, Tuy nhiên mình tháo bữa nay mới lần đầu tiên tháo ra mình thấy Mình cũng rất là ngạc nhiên Cái hợp không không có gì hết ha Đâu mà đơn giản quá gì trời à, Này hơi ấy chút nha Hơi buồn buồn chút nha <laughs> à, Chưa bao giờ mình tháo ra đó Này là lần đầu tiên tháo luôn Thấy ngạc nhiên thiệt Rồi thì... Uh đó là cái đó là cái video mình quay cho anh chị em coi cái cục này ha nó quảng cáo thì nó ghê gớm lắm nó chống xét chống giật rồi lọc nguồn cho nó sạch Cho nguồn điện nó sạch mà rút cục tháo ra thì thấy nó quá đơn giản không biết nó lọc được bao nhiêu thì nói chung là nhà sản xuất thì chắc chắn là khi người ta làm mấy cái này ra người ta bán cho những cái tiệm chơi rồi bán đồ nhạc đồ này kia thì chắc chắn là nó phải có tác dụng ha người ta mới quảng cáo đồ chứ không là Chứ người ta xạo là bể thương hiệu người ta làm sao ha Đó, người sau thì nó gì thôi ừ. 125V, 120V, AC 15A, 1800W ha. maximum load. Switch it outlet. Chào các bạn, các bạn có thấy thất vọng không? Chứ tôi thì thấy thất vọng trong lòng một ít rồi đó. <laughs> rồi, gắn vô lại nha. Đó, mình coi không có thấy nó để uh, miết in ở đâu luôn nó không có cái bảng để uh, in uh, làm ở đâu ha nghi chắc chạy nà hay gì rồi trăm bảy mươi đô chứ bộ mua mười mấy năm về trước rồi thấy nó quảng cáo cũng dữ dằn lắm quảng cáo uh, mua về xài bên này tháo ra thấy hơi thất vọng một chút ha mình tưởng nó dữ dằn lắm ở bên trong ruột chứ không có gì hết có mấy cái con ấy không à mấy cái con tụ không à tụ lọc nguồn tụ nhỏ xíu siêu ha ok rồi thì video tới đây là hết nha hẹn gặp anh chị em những video sau nha bye, bye.